Bạn đang cần mua điện thoại cho con em mình, cho phụ huynh người lớn tuổi, và đặc biệt nhất, giá cả phải dưới 4 triệu mà là máy chính hãng tại Thế Giới Di Động để có thể hưởng được những chính sách ưu đãi nữa. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ đưa ra cho chúng ta top 5 chiếc điện thoại có mức giá dưới 4 triệu đồng, thoải mái cho các bạn lựa chọn mua sắm trong dịp cuối năm này nhé. Cùng bắt đầu vào video ngay bây giờ. Nằm đầu danh sách của chúng ta ngày hôm nay là một sản phẩm đến từ nhà Xiaomi. Chính xác rồi, đã nói tới rẻ mà ngon thì không thể bỏ qua được sản phẩm của nhà Xiaomi. Đó chính là chiếc Redmi 13C. Cũng là một sản phẩm vừa mới được ra mắt, có mức giá dự kiến ở tầm khoảng là 3.090.000. Và các bạn có thể cập nhật cái mức giá chính xác tại trang web của Thế Giới Di Động nha. Đây sẽ là một sản phẩm kế nhiệm dành cho Redmi 12C. Thì Redmi 13C chúng ta sẽ có tinh chỉnh một tí xíu về phần thiết kế, trông nó sẽ thẩm mỹ hơn, thời thượng hơn và cũng như ngon hơn một tí xíu. Tổng thể chiếc Redmi 13C sẽ được thiết kế theo dạng vuông vức, cực kỳ là hợp với lại xu hướng ở thời điểm hiện tại. Cũng như là máy sẽ được phủ lên một cái lớp nhám ở trên phần mặt lưng, giảm thiểu tình trạng bám dấu vân tay vào mồ hôi, nên các bạn cầm nắm và sử dụng dù là máy trần thì vẫn có thể thoải mái nha. Đặc biệt nhất là giá thành rẻ nhưng màn hình rộng lên tới tận 6,74 inch cho chúng ta những cái trải nghiệm cực kỳ tốt về khả năng giải trí xem phim cũng như là chơi game. Máy còn được sử dụng tấm nền IPS LCD tạo ra chất lượng hình ảnh sắc nét, sống động, màu sắc chân thật và đặc biệt nhất là góc nhìn tốt. Tần số quét thì được nâng cấp lên hẳn 90Hz để giúp cho người dùng chúng ta có những cái trải nghiệm tốt nhất, vuốt chạm cũng mượt mà. Dù là giá chỉ hơn 3 triệu nhưng máy được trang bị con chip đến từ nhà MediaTek, đó là Helio G85. Đây cũng là một dòng chip hỗ trợ về gaming, có thể giải trí được một số những tựa game hot ở thời điểm hiện tại như là Liên Quân hay PUBG Mobile với cái mức đồ họa phù hợp dành cho máy. Chúng ta sẽ được trang bị dung lượng RAM 4GB và bộ nhớ trong là 128GB. Trên thực tế thì các cái đối thủ ở cùng phân khúc giá là hơn 3 triệu mà ít nhỏ như thế này nha, thì đa số đều chỉ được trang bị 64GB thôi. Chưa hết đâu, camera chính còn có độ phân giải lên tới tận 50MP và hai camera phụ, trong đó thì một camera macro với độ phân giải 2MP, nên chúng ta sẽ có thể thoải mái chụp ảnh và cũng như quay video, sẽ cho chúng ta những cái bức ảnh chi tiết và sắc nét nhất có thể. Và hiện tại thì Redmi 13C cũng đang có những chương trình ưu đãi hấp dẫn. Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể tham khảo tại đường link mà đã để sẵn dưới phần mô tả video nhé. Ở vị trí số 2 đó chính là Oppo A17 với mức giá thời điểm hiện tại đang là 3.990.000. Chiếc máy này thì gây ấn tượng đối với người dùng ở cái phần thiết kế, và Oppo thì họ luôn mang đến cho người dùng chúng ta một cái sản phẩm có cái ngoại quan rất là đẹp, rất là hấp dẫn. Bên cạnh đó thì máy còn được trang bị màn hình IPS LCD, kích thước là 6,56 inch, mang đến không gian trải nghiệm vừa đủ, màu sắc hiển thị chân thật và độ tương phản cao, nên khi xem phim hay là chơi game thì các bạn đều sẽ có những cái nhìn đã mắt nhất. Oppo A17 còn được trang bị hệ thống camera kép với độ phân giải cho camera chính là 50MP, hỗ trợ thêm cả AI, cho phép chúng ta chụp ảnh với chi tiết cao và chất lượng nhất có thể. Hình ảnh sau khi chụp xong cũng sẽ được AI xử lý lại, nên tổng thể về màu sắc của bức hình thì sẽ trông rất hài hòa. Điểm hơi đáng tiếc một tí xíu đó là về phần hiệu năng thì với con Oppo A17 này nó sẽ không quá mạnh, chỉ dừng chân ở con chip đó là Helio G35. Với con chip này thì nó sẽ đủ để cho chúng ta có những cái trải nghiệm cơ bản, không có bị giật lag. Bên cạnh đó nếu các bạn giải trí một số những cái tựa game thì vẫn có thể được. Tuy nhiên thì các bạn chơi nó sẽ có một số những tình trạng gọi là hơi giật lag xảy ra đối với là các cái tựa game có đồ họa cao. Còn chiến Liên Quân Mobile với là cái mức setting nó thấp thấp vừa đủ thì vẫn có thể chơi được ngon lành nha mọi người. Oppo A17 còn được trang bị một viên pin trâu giúp cho người dùng của chúng ta có thể thoải mái sử dụng trong một ngày dài. Do đó nếu bạn nào chúng ta không quá chú trọng về phần hiệu năng thì vẫn có thể lựa chọn Oppo A17 nhé. Nằm ở vị trí số 3 thì đây sẽ một sản phẩm dành cho những bạn nào chúng ta đang có ý định mua cho các phụ huynh lớn tuổi của chúng ta. Bởi vì mình biết thường những người lớn tuổi sẽ có xu hướng là thích những cái hãng nào có tên tuổi một tí xíu, và đặc biệt nhất đó là gì? Samsung. Và đó chính là Galaxy A04s đang được bán tại Thế Giới Động với mức giá 3.990.000. Về phần hiệu năng thì máy được trang bị con chip Exynos 850 cung cấp hiệu năng ổn định trong tầm giá này. Người dùng có thể trải nghiệm đầy đủ tất cả những cái ứng dụng cơ bản cũng như là những thao tác đơn giản. Chẳng hạn như là đóng mở app thì vẫn trơn tru mượt mà, ít có tình trạng giật lag, hoặc là lướt web, đọc báo, xem phim, lướt TikTok thì vẫn có thể thả ga. Tuy nhiên với Exynos 850, mình không khuyến khích các bạn chúng ta giải trí một số những tựa game với đồ họa cao, bởi vì đối với con chip này nó sẽ không đủ sức. Còn ngoài ra giải trí một số những tựa game nhẹ nhẹ cơ bản thì vẫn có thể ngon lành nha. Màn hình của máy thì sẽ có kích thước là 6,5 inch, sử dụng tấm nền IPS LCD, độ phân giải là HD+. Chi tiết hình ảnh hiển thị ở mức ổn, độ sáng thì không quá cao. Tuy nhiên đổi lại được một cái đó là màu sắc chân thật và góc nhìn cũng rất là tốt. Đặc biệt nhất là máy vẫn được trang bị tần số quét 90Hz giúp cho người dùng chúng ta có những cái trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Về mặt thiết kế thì Galaxy A04s sẽ có kiểu dáng hiện đại, tiêu biểu cho dòng smartphone ở cấu hình ổn với mức giá dưới 4 triệu như thế này. Camera chính của A04s sẽ có độ phân giải cao là 50MP, vẫn đáp ứng tốt cho người dùng về những cái nhu cầu chụp ảnh cơ bản cũng như là quay video.
Đặc biệt là đối với những người lớn tuổi thì sẽ rất thích những chiếc điện thoại có thể dùng lâu, hạn chế được cái tình trạng gọi là cứ sạc liên tục. Thì Galaxy A04s sẽ có viên pin khủng nè, giúp cho chúng ta có thể thoải mái trải nghiệm suốt cả một ngày dài. Với những sản phẩm mà mình vừa chia sẻ cho tất cả mọi người ở trên thì nó đều là máy mới. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn hai option là máy cũ nha. Tại vì máy cũ thì nó có những cái điểm lợi, đó chính là giá thành rẻ hơn. Mà cái thứ hai nữa đó là được hưởng những cái gọi là hiệu năng, những cái trải nghiệm nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với là máy mới. Mà có một cái mọi người cần phải lưu ý trước khi mà mình đi vào chia sẻ, đó chính là máy cũ tại Thế Giới Di Động thì chúng ta vẫn sẽ còn bảo hành chính hãng là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là mọi người sẽ full box luôn nha. Cái thứ ba nữa đó chính là cái gì? Ngoại quan và thiết kế của nó bên ngoài thì đẹp 99%, gần như là máy mới vậy. Nên các bạn đừng có lo và cũng như đừng có sợ là nếu chúng ta mua máy cũ thì nó sẽ không có được nguyên bản, không có được bảo hành chính hãng này nọ. Ok, và cái con tiếp theo mình rất muốn chia sẻ đó chính là Vivo Y36. Hiện tại thì giá máy cũ của Vivo Y36 chỉ đang rơi vào tầm khoảng 3.990.000, hoặc là tùy tình trạng con ha, thì nó sẽ có con rẻ hơn nữa, hoặc là có con sẽ có thể cao hơn một tí xíu. Nói chung là dưới 4 triệu dành cho mọi người. Vậy thì Vivo Y36 chúng ta sẽ có những gì? Đầu tiên đó là về cái hiệu năng hoàn toàn rất ổn định và mượt mà với con chip Snapdragon 680. Đây là con chip quốc dân giúp cho người dùng chúng ta có những cái trải nghiệm ổn định nhất. Mọi người vẫn có thể giải trí với một số những tựa game hot như là Liên Quân hay là PUBG Mobile một cách hoàn toàn thoải mái và cấu hình phù hợp dành cho máy nha. Bên cạnh đó thì Vivo Y36 sẽ được trang bị màn hình IPS LCD, độ phân giải Full HD cộng tần số quét là 90Hz. Các bạn sẽ có kích thước là 6,64 inch. Điểm quan trọng nhất đó là Vivo Y36 thì chúng ta sẽ được trang bị dung lượng RAM tới tận 8GB, bộ nhớ trong 256GB, lớn hơn rất là nhiều, có thể lưu trữ thoải mái cũng như đa nhiệm mượt mà. Đi kèm với nó, máy còn có dung lượng pin 5000mAh hỗ trợ sạc nhanh đến tới tận 44W. Và thiết kế của Vivo Y36 thì cũng hoàn toàn rất là đẹp, trendy, hợp thời, màu sắc cho các bạn lựa chọn thì cũng rất là đa dạng luôn. Nên tóm lại, nếu ai chúng ta không quan ngại về cái vấn đề mua máy cũ thì Vivo Y36 vẫn rất xứng đáng trong tầm giá là dưới 4 triệu. Và ở vị trí cuối cùng sẽ là Redmi Note 12. Và với con máy này thì nó có hai phiên bản cho mọi người lựa chọn luôn, đó là 4GB RAM và 8GB RAM, bộ nhớ trong thì là 128GB ha. 4GB RAM thì đang có mức giá máy cũ đâu đó tầm khoảng là 3 triệu 3 hơn thôi. Còn nếu mà các bạn mua 8GB RAM thì chúng ta đang là rơi vào tầm khoảng là 3 triệu 8, 3 triệu 9, gần 4 triệu. Rồi, nói chung đều là dưới 4 triệu, mọi người tùy lựa chọn cái nào thích thì mua thôi. Quay trở lại vấn đề chính thì Redmi Note 12 chúng ta sẽ được trang bị cái hiệu năng mạnh mẽ hơn so với lại những con máy kia rất là nhiều. Đó là chip Snapdragon 685. Con chip này thoải mái chơi game bét nhẹ luôn, Liên Quân Mobile ok là PUBG Mobile chơi ngon lành luôn. Bên cạnh đó các bạn chúng ta thao tác một số những cái tính năng, những cái ứng dụng có cái đồ họa là cao hơn một tí xíu, chẳng hạn là dựng video, chỉnh sửa hình ảnh thì cũng không lo giật lag. Ngoài ra Redmi Note 12 còn được trang bị màn hình cực kỳ chất lượng luôn, tấm nền là AMOLED, độ phân giải là Full HD cộng, tần số quét lên đến 120Hz và có kích thước là 6,67 inch. Bên cạnh đó thì máy còn có độ sáng cao đến tận 1200 nit, rất phù hợp dành cho những bạn nào có công việc tính chất ở ngoài trời và thường xuyên tiếp xúc với lại ánh sáng nắng gắt nè. Redmi Note 12 thì cũng được trang bị 3 camera sâu, độ phân giải cho camera chính lên tới tận 50MP. Máy còn có dung lượng pin 5000mAh và hỗ trợ sạc nhanh lên tới tận 33W và có khả năng kháng nước kháng bụi IP53. Mặc dù là nằm cuối danh sách nhưng Redmi Note 12 là một cái sản phẩm rất phù hợp dành cho những bạn nào chúng ta đang làm công việc chẳng hạn là xe ôm công nghệ, đầy đủ hội tụ tất cả những cái yếu tố phù hợp cho mọi người luôn. Có khả năng kháng nước kháng bụi IP53, chạy ngoài trời mưa nắng bụi này nọ không cần phải lo luôn nha. Và vừa rồi là top 5 chiếc điện thoại có mức giá dưới 5 triệu cũng như là xứng đáng cho các bạn mua thời điểm hiện tại. Về cá nhân của mọi người thì các bạn thấy chiếc máy nào sẽ là phù hợp và xứng đáng nhất? Hãy để lại ý kiến cá nhân dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau biết được. Cũng như bạn đang cần mình tư vấn thêm ở phân khúc giá nào, cần cái nhu cầu ra sao cũng có thể để lại phía dưới, mình sẽ xem xét và thực hiện video chia sẻ dành cho mọi người nha. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn chúng ta đã theo dõi video này. Đừng quên cho mình một like và nhấn nút đăng ký kênh của Thế Giới Đọc. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.